cả thiên nam. Nay khùng sinh tâm rỡ đôi lời, điên kêu hết cùng trong tâm coi khổ hay vô điều hại lắm. Hỡi này tất cả chân linh hữu hình đồng vô hãy lắng nghe, cùng đây đang yếu gọi hết các cõi các cung các hàng linh tử, hãy nghe ta mà thật sự ngoan hiền. Thời ba cha ơi, nếu tu thì đừng tạo chân truyền, hiền xuống dạy cho ba cha nhiều lần mà căng và các tử linh và các chiến sĩ xin hãy mau trở về nghe nào. Khỏi tất cả những loài cùng bước chung nền chánh giáo mà hãy nghe cùng đừng gây ra thêm bạn thân.
trời mang pháp tôi lại quá chua cay. Ai hãy giỏi đủ đức tài thì tới đây tự minh. Khi hưng thịnh ngay con xưng là giáo chủ, đến lúc loạn đi thì giáo chủ ở đâu? Khởi dựng ai tu mà còn tranh giành ngôi gì? Thank you.